Anh cho Quân đi. Bây giờ cháu Lực sẽ ngồi sau em Quân các bác nhé. Đấy, Quân thì tay lái thì vẫn rất là cứng cáp rồi. Giang xe mở ra bác. Lần đầu tiên ấy được xe máy lên nhà em Quân của bác ạ. Thưa các bác, hôm trước thì cháu Lực có nhận được một cái khoản là của ba bé. Thì tổng tất cả là 37 triệu là 200 ngàn của bác ạ. Và cái khoản này thì trong đó là bà có bảo cháu Lực rằng là mua, thứ nhất là mua máy cày này, và mua máy cắt cỏ này, mua xe này. Cháu Lực xin kính chào quý ông bà cô chú anh chị. Chào mừng quý ông bà cô chú anh chị đã quay trở lại nội dung mới trên kênh Bản Em. Một ngày mới cho tất cả quý ông bà cô chú anh chị thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Cháu Quân xin mến chào tất cả quý ông bà cô chú anh chị ạ. Thưa cô bác, hôm nay thì hai anh em lái xe là gần về đến nhà rồi cô bác. Cái quãng đường đi thì cháu Lực muốn ghi hình lại một chút cô bác ạ. Đấy, đang đứng ở một chỗ cũng có một cái view rất là đẹp cô bác ạ. Ở dưới kia là cái đường mà quốc lộ hai anh em đi xuống huyện. Huyện thì đi vào rất là xa ở phần phía bên kia cô bác ạ. Còn ở trên những cái chỗ mà sương mù đang bao phủ trên kia này cô bác. Qua bên kia là một cái cửa khẩu ở bên chỗ mà cháu Lực, và đi sang bên kia nữa là sang bên Trung Quốc rồi cô bác ạ. Ở cái khu mà cháu Lực đang ở này cô bác này, xá cháu Lực ấy cô bác, thì là ở gần giáp biên giới ấy, cho nên là có rất là nhiều người cũng ra bên đấy để mà làm thuê. Tuy nhiên thì có người thì về được rất là nhiều tiền, còn là có người thì hầu như là lúc về là không còn mạng để mà về nữa cô bác ạ. Có người là chết ở bên đấy luôn. Đấy. Và thêm một cái điều nữa thì là nếu mà như bà con ở trên này có gia đình nào mà khó khăn đấy cô bác, khó khăn này, xong là cộng thêm về cái phần gọi là áp lực cái cuộc sống, hai vợ chồng mà cãi nhau, đánh đập nhau, là có thể khiến là người vợ là bỏ đi sang Trung Quốc rất là gần cô bác. Nếu mà đi bộ sang bên Trung Quốc thì là đi nất tầm mà nửa ngày thôi là đến phía Trung Quốc rồi. Đấy, cho nên là sẽ sinh ra rất là nhiều những cái bạn nhỏ, bố mẹ thì là bỏ nhau, mẹ thì đi sang Trung Quốc, còn bố thì có người thì uống rượu, nát rượu này, rất là mọi rất là nhiều điều cô bác. Còn cho cháu Lực xin được phép là kể về mẹ của em Quân một chút cô bác nhá. Như Quân thì có biết là mẹ mình sang Trung Quốc thì là đi Trung Quốc đi vào cửa khẩu nào? Em mới được 40 ngày em không biết ạ. Chỉ ông bà kể vào là đi sang Trung Quốc rồi. Thế là ông bà kể là bảo đi sang Trung Quốc thôi đúng không? Đấy, Quân thì cũng còn khá là nhỏ cho nên là vẫn không biết. Cũng không biết là mẹ của mình là đi Trung Quốc là đi bằng cửa khẩu nào. Và lớn lên ấy, thì là cũng không có ai kể cho em Quân cả. Và cũng bố mẹ, ông bà của Quân thì cũng hầu như là không có biết đấy cô bác. Chỉ biết là mẹ của Quân là sang Trung Quốc và hiện tại thì đã mất rồi. Đấy, có thể nói là Quân là bây giờ là một cái cậu bé mà không bố, không mẹ luôn. Có một người em cùng cha khác mẹ, có một người mẹ kế, người mẹ bây giờ thì người mẹ kế của em cũng đã bỏ đi rồi cô bác. Đấy, còn cái chuyện đấy thì chắc là các bác ở trên kênh thì cũng biết rồi, thì cháu Lực nói sơ qua một chút thôi. Đấy, còn niềm vui lớn nhất hôm nay là niềm vui là mang được con xe chiến mã của em Quân là sắp về tới nhà rồi cô bác. Bây giờ thì độ tầm là một tiếng nữa anh em sẽ về tới nhà. Quân thì từ dưới huyện lên thì cảm giác là đi xe này thì như thế nào? Rất êm và đi đâu cũng tiện à. Đi đâu cũng tiện à? Vâng ạ. Đấy, xe này thì mặc dù là 50 phân khối thôi cô bác này, nhưng mà vẫn còn rất là khỏe cô bác ạ. Mọi cái thì đều hầu như rất là mới này cô bác này. Còn hiện tại thì về cái phần biển số này thì chưa có cô bác nhá. Cháu Lực xin được phép là nói về cái phần biển số của bác nhá. Sợ rằng là có một số các bác ở trên kênh nói là cháu Lực đi mua xe cũ là không có biển số đấy. Ở đây thì là mua xe mới thì là người ta còn đi đăng ký tên này, xong thì mới bấm biển số thì mới có được. Còn như mà nếu mà đi mua xe cũ đấy cô bác thì là một phát là sẽ có được cả đăng ký này, cả biển số luôn. Đấy.
Còn về xe thì là nếu mà Quân cảm thấy là hương dài quá thì không thích ấy, thì là có thể là bỏ cái hương thấp là được nhá. Vâng. Nhưng mà xe là tuyệt đối là phải có hương nhá. Vâng. Đấy, bây giờ thì hai anh em mình đi về thôi nhỉ. Vâng. Quân like hay là anh like bây giờ ấy? Anh like. Thế để anh like một đoạn nhá. Vâng. Rồi. Đấy, trước khi lên xe là anh em mình phải là đội mũ bảo hiểm hoàn toàn hết nhá. Vâng. Để anh lấy mũ bảo hiểm của anh nhá. Đấy, thứ nhất là lên xe là phải đội mũ bảo hiểm mà đồng hoàng vào nhá. Tuyệt đối là đi xe là không được đi một bánh nhá. Anh đi xe một bánh là anh xin phép là bà bé là anh thu lại xe của em ấy, không cho đấy. Đấy, mặc dù là xe là 50 phân khối đâu các bác. Đấy, nhưng mà Quân thì được tầm bao nhiêu cân? Em là dạo này lên cũng lên nhiều rồi. Em có 40 cân rồi. 40 cân à? Vâng ạ. Thế là cộng thêm anh là được 50 nữa. Vâng. Thì là cũng được gần một tạ rồi đấy. Xe mặc dù là 50 phân khối thôi nhưng mà lai rất là khỏe. Anh à, đừng cầm vai anh nhá. Vâng ạ. Anh em mình di chuyển là một tiếng nữa thì sẽ về tới nhà. Vâng ạ. Về tới nhà thì chắc là ông bà vẫn chưa biết là Quân là có xe mới đâu nhở. Vâng ạ. Thế là buổi hôm qua đi thì có bảo với ông bà là chính thức là đưa đi mua xe được không? Anh còn chưa bật ra thì em chưa biết nói với ông bà, em chỉ biết là anh rủ em xuống huyện thôi ạ. Thế là gọi là như cảm giác là rất là hồi hộp đúng không? Vâng ạ. Anh yeah. Quân thì là thưa các bác ạ, chúng được không bộc lộ và không nói ra, thành ra là em ấy không có biết. Vì từ cái huyện thì là mới đưa vào quán mua xe thì em mới ngỡ ngàng là mình có xe mới, mình được mua xe. Có xe này thì là sẽ là giúp em là đưa bé Hiếu đi học này, và thứ hai thì lúc mà ông bà uống sâu ấy là đưa ông bà để mà đi vào bệnh viện nhá. Vâng ạ. Bây giờ có con xe này là em được đi sắt gạo cũng không được vác rồi. Vâng ạ. Bây giờ nếu mà đi sắt gạo thì là lấy xe này để chở đi rồi nhờ. Vâng ạ. Xe thì thường thường là em để ở đâu? Em lấy về tận nhà. Tận nhà em á? Vâng ạ. Tận nhà em là đi vào đường nào? Đi vào đường đồi chè cũng được ạ. Có hai đường về ạ. À, thế là một tí anh em mình đi về. Nhưng mà một tí về đến nhà là anh em mình vẫn phải chạy nước đao một chút. Vâng ạ. Hôm nay thì rất là vui các bác ạ. Là cái niềm vui đây là vui từ hôm qua rồi đấy. Nhưng mà hôm nay đến nhà của em Quân đấy thì mới lại vui thêm. Anh vui thêm ở đây là lý do tại sao lại vui thì có ông với lại bà nữa. Ông với bà thì chưa có biết là Quân là mua xe máy đâu. Thế thì cũng được là bà bé là hỗ trợ em Quân là mua máy cày này, mua máy phát cỏ, máy phát cỏ, mua thêm xe máy nữa. Còn cái khoản tiền mà cũng rất là lớn đấy Quân ạ, chứ không phải là ít đâu. Hay làm sao mà em không được phụ lòng của các bác này, cô chú, anh chị này, và đặc biệt là bà bé mua xe cho mình. Anh à? Xe cũng rất là khỏe các bác ạ. Đường lên thì rất là dốc mà đang đi số 2, số 3 thôi. Đi rất là êm nhờ. Vâng ạ. Đấy, sau 2 ngày thì đi xuống huyện thì đem được một phần quà rất là lớn về cho em Quân. Trước là chưa có, em chưa có xe đi mượn xe ai cũng sợ em đi hỏng thì ai cũng không cho mượn. Bây giờ tự có thì đi đâu cũng không vất vả. Đúng rồi. Lại ông bà ốm yếu đưa đi bệnh viện cũng được, lại xe này công giao thông không lấy thì đi dễ hơn. Không phải là không lấy mà là xe này là khi mà em tham gia đấy thì là hai cái gương này đều có hết. Vâng ạ. Đội mũ bảo hiểm này,
đấy, không được đổ vô xe này, không được tháo yếm này, thì là công an mới không bắt. Xe này thì là công an chỉ không gọi là bắt vì tội mà không có giấy phép lái xe thôi. Đấy. Nhưng mà nó vẫn có đăng ký nhá, không phải là không có đăng ký nhá. Còn về đăng ký thì là để sang tuần sau anh khắc gửi bạn anh lấy lên cho nhá. Đấy, bây giờ thì anh cho Quân là đi một đoạn nhá. Đấy, khi mà dừng xe là muốn dừng bên nào thì cũng phải là bật xi nhan nhá. Được chưa? Rồi đây. Đấy, anh cho Quân đi. Bây giờ cháu Lực sẽ ngồi sau em Quân các bác nhá. Đấy, Quân thì tay lái thì vẫn rất là cứng cáp rồi. Ông với bà thì ở nhà là vẫn chưa biết là Quân đi xuống huyện là mua phần quà gì đâu. Hôm nọ cháu Lực đọc được một số bình luận ở trên kênh thì có một số các bác thì là biết rằng là cái phần quà tiếp theo là phần quà xe máy. Nhưng mà một số các bác thì là vẫn không biết là phần quà tiếp theo là phần quà gì. Các bác cũng như em Quân vậy, rất là hồi hộp, kiểu nói úp mở ấy các bác. Cái đường thì lên khó khó này các bác này, lên dốc dốc ấy, nhưng mà xe vẫn rất là khỏe, lai được là hai anh em đi. Đường ở trên vùng cao thì chắc là một số cô bác anh chị có lên tới Hà Giang thì biết rồi. Ở đây thì nếu mà các bác lên Hà Giang ấy thì thường là hay đi vào bên Đồng Văn, Mèo Vạc là nhiều. Còn ở khu cháu Lực thì chưa có cái địa điểm du lịch nào, cho nên là các bác chưa có đặt chân tới. Chỉ có là mấy ông khách tay hay đi trải nghiệm, đi xe con tay đi thôi. Bây giờ thì là cháu Lực sẽ đi về đến nhà rồi, thì cháu Lực sẽ ghi hình sau các bác ạ. Đấy, hiện tại thì là cháu Lực đã cùng em Quân là di chuyển là từ huyện lên đến xá rồi các bác. Bây giờ thì chỉ cần một đoạn nữa thôi là đến nhà của em Quân rồi. Đấy, lên đến xá của cháu Lực đang ở thì hiện tại là có vẻ như là lạnh hơn các bác ạ. Và kèm theo đó thì là còn mưa giông nữa. Đấy, vừa đi thì cháu Lực sẽ vừa ghi hình là em Quân đi xe một chút cảnh cho các bác là cùng chiêm ngưỡng cái con ngựa sắt của em Quân khi mà về tới nhà của bác nhá. Cái Quân thì có vẻ như là rất là vui mừng các bác ạ, khi mà có cho mình là một cái con chiến mã để mà giúp cho em ấy. Có thể là em ấy vừa bảo ấy đi đưa bà đi chợ, hay là ông bị ốm, có thể chú ạ, có thể là đưa em Hiếu đi học nữa. Có lẽ là bây giờ là ông với lại bà ở nhà là vẫn còn chưa có biết là Quân nhận được cái phần quà lớn gì đâu các bác ạ. Vừa rồi thì Quân có nói với cháu Lực là lấy xe là lấy đến tận nhà của em ấy luôn. Thì cháu Lực sẽ cùng em Quân là lấy xe đi vào nhà của em Quân xem là đi vào đường nào. Mọi lần thì là cháu Lực đều để xe ở trên đường, trên đường lớn này các bác, đường đường bê tông này thôi. Ui ôi, ra đến đây mưa nhiều quá, dưới kia còn sương mù rất là nhiều á. Bây giờ thì hiện tại là đang mưa phùn khá là nhiều các bác ạ. Đi đường nào đấy Quân ơi? Đi đường bên kia à? Ok. Đấy, mọi lần để cháu Lực để xe ở chỗ này này các bác này.
Nhưng mà có đường xe máy là đi vào đến nhà được à? À. Có vẻ là nếu mà có đường vào xe máy ở nhà quân thì cũng sẽ rất là khó đấy cô bác ạ. Hôm qua thì ở trên chỗ chỗ lực này là mưa rất là to cô bác ạ. Hôm qua chỗ lực điện về hỏi ấy. Ôi ra mưa nhiều đấy nhỉ. Đấy, bây giờ thì có vẻ như ra đến đây là mưa khá là nhiều rồi. Có vẻ như là ở trên chợ kia nó là một cái phương trời khác. Ôi, con sóc này. Nhiều nào ấy. Ở dưới nè. Ui, ra đây mưa nhiều quá quân ạ. Có vẻ như là càng đến nhà của quân là càng mưa nhiều hay sao ấy cô bác. Có vẻ như mưa nhiều quá quân ạ. Càng đến nhà quân là càng mưa nhiều. Rẽ chỗ nào bây giờ ấy. Đường này à. Ok. Từ nhà từ xuống nhá. Con đường này thì có vẻ như là vừa một cái con xe máy đi xuống rồi cô bác. Đâm mày tài. Ôi đường này thì có vẻ như là hôm qua mưa nhiều đường trơn quá này. Đi cực kỳ là. Từ từ nhá quân nhá. Được trôn đó mẹ chỗ này. Vừa rồi trên xá thì không thấy mưa mấy đâu nhá. Ra đến đây thì mưa nhiều quá. Có vẻ như con đường này thì à? Đường nào ấy? Đường này luôn à? À từ từ nhá. Đấy, cua máy đòi đây. Ôi dạ. Ôi, được rồi. Dừng nhanh chóng xuống quay đi. Đấy, có lẽ là cái con đường này để mà xe máy xuống nhiều thì chắc là không có ai xuống nhiều đâu. Đường nào? Đường đấy à? Quân đi trước đi. Đấy, hôm nay thì dắt được con chiến mã này về nhà quân thì cảm giác như rất là bất ổn của bác ạ. Đường có lúc nắng có lúc mưa. Đấy, hôm qua thì cháu lực linh cảm là sẽ có mưa to ấy, thành ra là mấy anh em là ngủ lại ở dưới huyện một đêm luôn. Đấy, cảm giác như là cháu lực cũng cảm nhận được rằng cho em quân là khi mà càng về đến nhà là càng vui lên, là thấy ông với bà là sắp biết là quân có xe máy đấy. Cái niềm vui của bà bé gửi tới cho
gia đình của Quân là một cái phần quà rất là lớn của bác ạ. Cái nhà này là nhà hàng xóm thôi cô bác ạ, không phải là nhà của em Quân đâu. Nhà của em Quân thì sang bên kia một đoạn nữa. Xe có tới nhà không Quân? Có à? Đóng cửa đi, từ từ đã. Đóng cửa cho bác đã. Từ từ đã. Đóng cửa cho bác đã. Ôi từ 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 từ, cô từ Quân đây, cho đi đi đi. Đang xem mở không? Đấy, các bác hàng xóm của Quân thì biết là Quân có xe mới đấy các bác. Quân có xe. Đây. Đây một lúc. Đi về ra nhỉ? Mưa quá. Chiếc Hà chiều. Ừ. Các bạn mang ra ba. Đi căn nước một duyên à bác à? Thế là nhà Quân là có một cái đường xe máy nhỏ nhỏ là về tới nhà của bác ạ. Đấy, nhưng mà tuy nhiên là vào cái mùa mà mưa ít thế này, với lại không có mưa thì mới không mưa nhiều thì mới vào được. Nhưng mà đi thì chỉ có đi được một người thôi. Ôi à, trèo hẳn lên trên mộ lên thôi cô bác ạ. Đấy, cái này là phải đấy. Đấy anh ấy. Lần đầu tiên ấy được xe máy lên nhà em Quân của bác ạ. Cái cảm giác như là mưa này các bác này. Mưa là ướt hết cả áo luôn. Đấy, đến hôm nay thì là cái hôm mà đầu tiên cô bác ạ, hôm đầu tiên là cháu Lực lấy xe lên tới nhà của em Quân. Đấy, có cả ông với lại bà nữa. Ông với bà thì còn chưa biết là xe của em Quân đâu cô bác. Xe này bóng phía hồi Quân. Phía hồi Quân nào bà tơ cũng ta phò bắn lấy ngạp. Đấy, tổng tí hôi tóc phứ lo. Đấy. Nhưng mà nếu mà đường này để mà chở được người đi thì làm sao mà chở được Quân? Đến tiếp thôi. Hả? Đến nhà chú lúc đấy chở được đi rồi. Chở được đi à? Vâng. À, nhưng mà nếu mà mưa phùn như này thì không có vào được đâu. Vâng. Lên cho bay hết à, bay nắng công an thì giấu mình lớn, giấu chiếu mình lớn. Cái tiết đó phò. Bay yên, chưa qua tay lạ với bay. À, thế là mai là lấy dấu gì, dấu đi học à? Dấu đi học của em Hiếu. À, thế là mai là có thể là lấy xe này đi luôn. Vâng. À, xe này thì là một tí nữa, Quân vẫn phải chạy thêm nước nào một chút. Vâng ạ. Đấy, từ dưới huyện đi thì anh em đi một quãng đường cũng khá là xa cô bác ạ. Dường như là ở dưới kia là trời không có mưa. Vâng ạ. Đấy, nhưng mà lên tới nhà của em Quân như này thì trời mới mưa cô bác ạ. Đấy, còn cái phần quà này là phần quà của bà bé nhá. Vâng ạ. Đấy, ăn xe đây chờ xe nghe tin già thứ mấy cây là thứ mấy làm nhà hồi cùng à. Ừ. Ông với bà thì nói bằng tiếng Nùng của bác ạ, nói rất là vui sướng và rất là biết ơn đến bà bé đã gửi cái phần quà này tới cho em Quân. Đấy, ông thì vẫn còn đang ngồi ngắm nghía xe một chút của bác. Đấy, cái gốc của thần. Đúng. Ôi dồi.
này thì chỉ có lâu cái bụi của nó thôi. Đấy, còn đi từ dưới kia lên ấy, thì cũng chẳng là bẩn là bao nhiêu cả. Đấy, chịu khó là chạy cái nước đa của nó thêm một chút thôi. Đấy, hôm nay thì cháu được cùng đá cùng em Quân là lấy được con chiến mã về tới nhà của em Quân. Không có cái chuyện gì đâu các bác ạ. Vừa đi thì vừa ghi hình một chút. Nếu bộ đây mà biến lên đây nào, xem mà biến này tầm xuống hơi đi trước mi đúng không? Xe này thì Quân thì là không có đi được xe phân khối lớn các bác ạ. Phân khối lớn thì độ dạng là tầm quay alpha 110 các bác. Ở đây thì là quay alpha là 50cc, thì là đi là không cần bằng đâu, chỉ cần là có đầy đủ gương này, mũ bảo hiểm này, mọi cái thì là được rồi. Đấy, còn là bây giờ thì mấy anh em mình đi lên nhà đi. Đấy. Nếu kiêng lắm nữa mà bảo thì pháo có thể chạy được bánh. Lớn mi thì có pháo già quá. Đấy, xin nhé. Đấy, vào trong nhà của Quân thì cảm giác như là khá là tối các bác ạ. Mấy anh em sáng nay là đi từ sáng sớm về đến nhà là hiện tại là bây giờ là độ gần có khi là gần 3 giờ đấy anh xin nhá. Đây là gần đúng 3 giờ 6 phút luôn các bác ạ. 3 giờ chiều ấy. Ở nhà thì cũng có thêm một cái bóng đèn là năng lượng mặt trời nữa. Cái bóng đèn năng lượng mặt trời này thì là cháu Lực không lầm là được bác Cindy là bác ấy mua cho. Thế nào cùng? Thế là ông là vừa mới đi cắt cỏ về thôi đấy. Tại hôm nay thì Quân không có ở nhà thì lại ông với bà lại làm vớt hơn một chút. Đang đây mà Phò. Đang đây mà Phò, ăn tăng đang đây. Bà với ông thì là một cái dáng người mà cực kỳ là ốm yếu của bác ạ. Ông thì hiện tại là đang bị một cái căn bệnh là như kiểu dạng là khó thở của bác ạ. Buổi sáng sớm ông có kể cho được là sáng sớm là ông phải uống nước chè đặc tầm 3 đến 4 chén thì cái cục đờm ở đây này mới tan, xong thì ông mới đi làm được việc khác, chứ không là cảm giác như là rất là khó thở. Và qua cái thước phim này thì cháu Lực cũng xin được là nói về cái khoản của bà bé là gửi cho cháu Lực là bao nhiêu và tổng tất cả là cháu Lực đã chi tiêu những cái gì cô bác nhá. Thưa cô bác, hôm trước thì cháu Lực có nhận được một cái khoản là của bà bé thì tổng tất cả là 37.200.000 cô bác ạ. Và cái khoản này thì trong đó là bà có bảo với cháu Lực rằng là mua, thứ nhất là mua máy cày này và mua máy cắt cỏ này, mua xe này, đấy, mua ba cái phần quà đấy cho em Quân, máy cày với lại máy phát cỏ thì cháu Lực là đi mua trước cô bác ạ. Đến hôm qua thì là mới đi mua được là xe máy, là hôm nay là về tới nhà của em Quân rồi. Đấy, cảm xúc mà khi mà xe máy về tới nhà là có vui không? Em rất vui ạ. À, rất vui ạ. Vâng. Đấy, có lẽ là hôm qua đi là ông với bà là không có biết là Quân là đi mua xe máy đâu ấy nhở. Đấy, đến hôm nay thì về tới nhà là ông còn hỏi rằng là cháu Lực bảo là xuống xem xe máy của Quân ấy, thì ông còn bảo là cái nào là xe máy của Quân, ông là không tin được cơ mà có bác ông với bà ấy. Đấy, và cháu Lực xin được phép là nói qua về cái khoản của bà bé gửi cho cháu Lực một chút cô bác nhá. Tổng tất cả cháu Lực nhận được là 37.200.000, và trong đó thì là mua máy cày là 12 triệu, mua cái máy cắt cỏ là 6.100.000, và mua xe máy thì là 15 triệu, và còn dư là 4.100.000. Cái khoản mà còn dư này thì là bà có nói với cháu Lực là tiền mà cái kinh phí khi mà đi mua máy cũng đi mua xe thì là trích cái tiền đó ra để mà dùng cô bác ạ, để mà chi tiêu. Đấy, cũng qua cái thước phim này thì cũng một lần nữa thì xin cảm ơn tới bà bé rất là nhiều. Cảm ơn tấm lòng vàng của bà bé đã gửi cho em Quân phần quà rất là lớn. Ở đây thì cũng có một số cô bác cũng có nói với cháu Lực rằng là nên
dùng cái số tiền đấy để vào mà làm nhà trước cái cô bác. Đấy, tuy nhiên thì là bà bé cũng đã gửi tiền vào làm quỹ làm nhà rồi. Đấy, còn là cái phần này thì là bà thấy là em chưa có, cho nên là bà muốn giúp đỡ em về cái khoản này. Đấy, thì anh xin được nói lại thêm một lần nữa là khi mà đi xe máy là đi là phải đội mũ bảo hiểm vào và lắp gương này. Đấy, không được độ những cái bô hay là độ bánh nó như thế nào nhá. Không được sửa sang lại cái cấu trúc của nó. Đấy, dù chỉ là một tí, có thể là gương ấy thì là em có thể là thay gương thấp vào cũng được. Đấy, cái đấy thì anh cũng chấp nhận, tại vì là cái luật công an nó chấp nhận là đấy, mình không thể là thay đổi được. Đấy, bây giờ thì có những con xe máy như này thì là nếu mà buổi sáng ấy, thì có thể là đưa bé Hiếu đi học. Đấy, ông với bà thì có thể là cuối tuần thì đưa ông bà là đi chợ. Đấy, bảo ông với bà là đi bộ lên trên này một đoạn nữa, xong là em lại xe máy ra kia vòng để mà đón. Đấy, cả em với bé Hiếu nữa, cả ông bà nữa cùng nhau đi chợ ăn những cái bát phở, ngắm nhìn là bà con ở xung quanh chợ một chút, rồi thì lại về tiếp tục là làm cái công việc mà ở nhà của mình. Đấy, em có xúc động không khi mà bà bé lúc nào cũng yêu quý em như là có một, em có nhiều có một cái duyên nào đó với bà bé rất là thân thiết? Em rất xúc động. Xúc động à? Đấy, có lẽ là cái phần quà này thì là khi mà ai nhận được thì cũng đều như vậy cả cô bác ạ. Nhưng mà ở đây thì là nó cũng phải hoàn cảnh như thế nào đó thì là các bác mạnh thường quân thì mới giúp đỡ được. Đấy, phò ta cũng ra hát quân á, phải xe là phải khai lo mi xe à? Ồ. Ừ, cái thứ hai dặn với lại. Để quay cá ấy, phải có thể thành bằng đi. Cái sản quay phải cứ nó một vài. Ta nghe lên đằng đâu thứ là xe lúc mà xe là làn đấy đi nó riêng đấy lên quân đấy đi nó một tuổi thế bong một thứ hợp đấy cái làn cái tàu ngã ngải thứ ăn xe từ cái làn thứ xe cái làn tàu hơi lên đi một tuổi lên bong gặp một ngày hơi đi cày rồi đấy đi cả ngải thứ là loại xe là cần nó băng nào. Đấy, nói với lại ông với bà là dặn dò em Quân thêm một chút của bác ạ, mặc dù là em Quân đã rất là hiểu chuyện rồi nhưng mà vẫn phải là dặn ông với bà đấy là ba cái phần quà đấy là đều là bà bé gửi cho nhá. Đấy, lấy ăn mấy cây ta mấy lào nhà xe máy chờ con tọc gửi hơi cho phò. Phải con tọc đi đi tiền nước ngoài phải đi nử quân đến đi gửi hai quân hơi quân ca hơi lùm phần lùm bán đều. Lắc xa tẩy cái đây tẩy cầm tẩy lắc xa tẩy đây được các cô bác thằng quân giúp đỡ thì là chịu khó là ở nhà là chăm lo mấy con lợn con dê này. Rồi. Mấy này ta ăn mấy đâu nhà ta ăn xe mà để à bậc tổ tư bay tối bây giờ tối nay cái đây chứ ngồi đây với đấy. Đấy thì quân xem là dưới sàn nhà thì nếu mà để được thì ở sàn nhà có vẻ như là con đường trên kia thì trước là nhà chú ở bên này là mở. Vâng. Đấy, cháu Lực cũng chưa có biết là cái con đường đấy vào là lái xe được vào các bác ạ, nhưng mà tuy nhiên thì nó vào rất là khó. Nếu mà để mà lai được vật liệu vào thì chắc chắn là con đường đấy không lai được vào rồi. Đấy, nếu mà chờ vật liệu thì chờ được mỗi xi. Mỗi xi đúng không? Vâng. Xi với lại nếu cái xi thì còn gạch thì mọi cái nữa. Ở đây thì cũng có rất là nhiều cô bác ý kiến rằng là nói với cháu Lực là nên làm nhà trước ấy cô bác thì sắm sửa cho em Quân sau. Nhưng mà cháu Lực cũng lắng nghe ý kiến của Mạnh Thường Quân, lắng nghe Mạnh Thường Quân muốn dành cái phần quà nào tới cho em Quân thì cháu Lực cũng không có biết là nói như thế nào. Trong thời gian tới thì nếu mà có phần là trợ duyên của các bác giúp đỡ cho em Quân thì là cháu Lực cũng rất là mong muốn là cái điều mà em Quân sẽ có một cái ngôi nhà ước mơ của mình. Để cho ông với bà hưởng thụ nốt cái quãng đường còn lại ở trong một cái ngôi nhà ấm áp hơn một chút cô bác nhé. Thì có lẽ là cái thước phim này thì cũng khá là dài thôi cô bác ạ. Chắc là cháu Lực cũng xin được là kết thúc ở đây thôi cô bác. Và cảm ơn các bác đã theo dõi video. Cảm ơn các bác đã luôn luôn yêu quý tới em Quân này, ông, bà, lại bé Hiếu nữa. Hôm nay thì là bé Hiếu là chưa có về nhà. Thế thì một tí nữa nếu mà bà không đi được thì Quân là dùng xe máy để bà đi đón bé Hiếu luôn. Đấy. Nếu mà một tí nữa Quân đi lấy xe máy đi đón bé Hiếu thì không biết là bé Hiếu sẽ cảm xúc là nói như thế nào nhỉ? Chắc là tưởng em đi lấy xe có ai. Đúng rồi. Đấy, còn bây giờ thì
Xin hẹn gặp lại quý ông bà cô chú anh chị ở tập sống tiếp theo trên kênh Bản Em. Xin chào các bác. Chào quân, chào tạm biệt quý ông bà cô chú anh chị ạ. Trên tay cháu Lực thì đang cầm những cái cốc, những cái ly mật ong mà vừa rồi cháu Lực rót ra, thì cô bác cũng đã cảm nhận được là cái vị đặc sánh của mật ong là như thế nào. Đấy, còn ở phần bên này là mật ong khoái rừng cô bác này. Đấy, mật ong khoái rừng thì bà con phải đi lên trên tít rừng già khai thác về thì mới có được cô bác. Đấy, còn ở phía bên này là chè cô bác này. Cô bác nhìn cái màu chè thì một màu vàng rất là đẹp luôn cô bác. Bên này là mật ong bạc hà, là mật ong rừng và mật ong khoái rừng. Kèm theo đó thì cháu Lực cũng có cái măng trúc rừng này cô bác. Măng trúc này thì được bà con đi trên rừng già khai thác về mới có. Ở phần bên này thì mảng Tây Bắc thì mới có măng này cô bác ạ. Đấy, ở bên kia là cái gói chè mà cổ thụ San Tuyết Hà Giang cô bác.